Chào các anh chị và các bạn nhóm lửa yêu thương. Mời các anh chị và các bạn lắng nghe chương trình Radio Sáng Thứ Bảy, sống theo đúng mục đích, được phát sóng vào sáng thứ bảy hàng tuần. Sau khi ra số đầu tiên, Radio Sáng Thứ Bảy đã nhận được rất nhiều những phản hồi tích cực cũng như những lời góp ý từ các anh chị và các bạn. Ban biên tập chương trình rất mong sẽ nhận được nhiều hơn nữa những ý kiến đóng góp gửi về cho chương trình để chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Tuần vừa qua, chúng ta đã được chia sẻ với chủ đề Tất cả khởi sự với Thiên Chúa. Sáng thứ bảy hôm nay, xin mời các anh chị và các bạn lắng nghe số thứ hai với chủ đề Không phải tình cờ mà bạn hiện hữu, qua giọng đọc của Teresa An Tâm. Đức Chúa đấng tạo thành ngươi, đấng nắng ra ngươi từ khi ngươi còn trong lòng mẹ. Chích sách ngôn sứ Isaia chương 44 câu 2a. Thiên Chúa phong độ nhất lục, chích theo Albert Einstein. Không phải tình cờ mà bạn hiện hữu. Bạn chào đời không do một nhầm lẫn, một rủi ro, và sự sống của bạn không phải là may rủi của thiên nhiên. Có thể cha mẹ bạn không tiên liệu việc bạn ra đời, nhưng với Thiên Chúa thì có đấy. Người không ngạc nhiên chút nào về việc bạn chào đời. Thật ra, người trông đợi điều đó. Trước khi bạn được đầu thai trong lòng mẹ, Thiên Chúa đã cưu mang bạn trong tâm trí người. Người là người đầu tiên nghĩ đến bạn, không phải là định mệnh, là tình cờ, là may mắn. Cũng chẳng là ngẫu nhiên, mà ngay lúc này bạn đang hít thở, bạn đang sống vì Thiên Chúa đã muốn tạo thành bạn. Vì Chúa làm cho con, người sẽ hoàn tất. Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Trích Thánh Vịnh, chương 138 câu 8a. Thiên Chúa đã vạch vẽ từng chi tiết cho nhân thể bạn. Người cân nhắc chọn lựa cho bạn một sắc tộc, một màu da, một màu tóc và bao nhiêu nét đặc trưng khác nơi bạn. Người tạo hình bạn theo ý người muốn. Người cũng xác định những tài năng bẩm sinh và tính độc đáo nơi con người bạn. Xương cốt con, người không lạ lẫm gì khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu. Trích Thánh Tịnh, chương 138 câu 15. Vì rằng Thiên Chúa có lý do khi tạo dựng bạn, nên người cũng đã định liệu thời điểm bạn sinh ra và thời hạn bạn sẽ sống. Người hoạch định ngày đời của bạn, chọn chính xác giờ sinh, giờ tử. Con mới là bào thai, mắt người đã thấy, mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách người, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự. Trích Thánh Vịnh chương 138 câu 16. Thiên Chúa cũng định sẵn nơi bạn được sinh ra, cả nơi bạn sẽ sống cho mục đích của người. Sắc tộc, quốc tịch của bạn không là ngẫu nhiên. Người không để một chi tiết nào tình cờ xảy ra. Người hoạch định mọi điều cho mục đích của người. Từ một người duy nhất, Thiên Chúa đã tạo thành toàn thể nhân loại để họ ở trên khắp mặt đất. Người đã vạch ra những thời kỳ nhất định và những ranh giới cho nơi ở của họ. Trích sách Công vụ Tông đồ chương 17 câu 28. Không gì trong cuộc đời bạn là ngẫu nhiên, tất cả đều có mục đích. Đáng ngạc nhiên hơn, cả là Thiên Chúa đã quyết định bạn được sinh ra làm sao. Bất luận trong hoàn cảnh nào, bạn được sinh ra hay cha mẹ bạn là ai, Thiên Chúa cũng đã có kế hoạch khi tạo dựng bạn. Không cần biết cha mẹ bạn tốt hay lạnh lùng, Thiên Chúa chỉ biết hai người này có đủ yếu tố chính xác trong việc tạo gen để đáp ứng yêu cầu của người là chính bạn. Theo ý nghĩ của người, cha mẹ bạn có đúng loại ADN mà Thiên Chúa cần để tạo nên bạn. Cho dù có những người cha, người mẹ bất hợp pháp, nhưng không hề có những đứa con bất hợp pháp. Có nhiều trẻ em chào đời ngoài dự kiến của cha mẹ, nhưng không trẻ nào lại không có dự liệu của Thiên Chúa.
Mục đích của Thiên Chúa đã tính trước lầm lỡ của con người, ngay cả tội lỗi. Thiên Chúa không bao giờ làm một cái gì chắc ngẫu hứng, cũng không bao giờ mắc phải sai lầm. Người có lý do cho mọi sự người đã dựng nên. Mỗi cây xanh, mỗi con vật đều được người hoạch định, và mỗi con người lại được người tạo dáng, vẽ kiểu với mục đích riêng. Động lực thúc bắc Thiên Chúa tạo dựng bạn chính là tình yêu của người. Trong Đức Kitô, người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan người, ta trở nên tinh truyền thánh thiện nhờ tình thương của người. Trích thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, chương 1 câu 4. Thiên Chúa nghĩ đến bạn trước cả khi người tạo dựng thế giới. Thực ra, đó là lý do người tạo thành nó. Người thiết kế môi trường hành tinh này chỉ để chúng ta sống trong đó. Chúng ta là điểm hội tụ của tình yêu người, cũng là điều quý giá nhất trong tất cả tạo vật của người. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất, hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Trích sách Sáng Thế, chương 1 câu 28, người yêu thương và quý trọng bạn biết bao. Thiên Chúa không tùy tiện, người tạo dựng tất cả các chính xác, càng nghiên cứu, các nhà vật lý, các nhà sinh học và các khoa học gia khác càng giúp chúng ta hiểu rõ hơn làm sao vũ trụ lại phù hợp một cách độc đáo cho sự hiện hữu của con người đến thế. Với những đặc điểm chính xác được tính trước để con người có thể sống trên đó, tiến sĩ Michael Denton, chuyên gia nghiên cứu dương học phân tử con người tại Đại học Otago, New Zealand kết luận: mọi bằng chứng hiện có trong ngành sinh học đều ủng hộ cho điều cốt lõi này. Vũ trụ là một toàn thể được thiết kế đặc biệt thích hợp cho sự sống và con người, như thể đây là mục đích và mục tiêu nền tảng của nó. Một toàn thể mà mọi khía cạnh của thực tại có được ý nghĩa và câu giải đáp dựa trên sự kiện trung tâm này. Kinh Thánh cũng đã nói những điều tương tự cả ngàn năm trước. Thiên Chúa đã tạo thành trái đất, người không tạo dựng cho nó thành hoang vu, nhưng cấu tạo cho muôn loài cư ngụ. Trích sách Mô-sứ Isaiah, chương 45 câu 18. Tại sao Thiên Chúa đã làm tất cả những điều đó? Tại sao người lại dây mình vào những rắc rối khi tạo dựng vũ trụ cho chúng ta? Bởi vì người là Thiên Chúa của tình yêu, một tình yêu không thể dò thấu nhưng thật đáng tin. Bạn được tạo dựng như một đối tượng đặc biệt của tình yêu người. Người tạo dựng bạn để người có thể yêu bạn. Đây là chân lý để bạn xây dựng đời mình. Kinh Thánh nói, Thiên Chúa là tình yêu. Trích thư 1 của Thánh Gioan, chương 4, câu 8. Chứ không nói Thiên Chúa có tình yêu. Người chính là tình yêu. Tình yêu là bản tính của người, một tình yêu trọn hảo trong tương quan bằng hữu của ba ngôi. Vì thế, Thiên Chúa không nhất thiết cần phải tạo dựng bạn. Người không lẽ loi đơn độc, nhưng người muốn tạo dựng bạn chỉ có biểu lộ tình yêu của người. Ta đã nâng các ngươi từ trong lòng mẹ, ta đã hứng các ngươi từ lúc chưa chào đời, cho đến khi các ngươi già nua tuổi tác, trước sau gì ta vẫn là ta. Cho đến khi các ngươi da mồ tóc bạc, ta vẫn còn gánh phép các ngươi. Trích sách Ngôn Sứ Isaiah, chương 4, 6, từ câu 3 tới câu 4. Nếu không có Thiên Chúa, chúng ta chỉ là những ngẫu nhiên, là kết quả tình cờ tùy tiện trong vũ trụ. Bạn hãy gấp sách và đừng đọc nữa, nếu như cuộc sống không có mục đích cũng chẳng có ý nghĩa. Sẽ không có chuyện đúng hay sai và cũng thật vô vọng sau những năm tháng ngắn ngủi của bạn trên mặt đất này. Thế nhưng, Thiên Chúa lại có đó, người tạo dựng bạn cho một mục đích và cuộc sống bạn lại có một ý nghĩa sâu xa. Chúng ta chỉ khám phá ra ý nghĩa và mục đích đó khi nhận Thiên Chúa làm điểm quy chiếu đời mình. Cách đúng đắn duy nhất để chúng ta hiểu biết chính mình là nhờ biết được Thiên Chúa là ai
và người đã làm gì cho chúng ta. Những vần thơ của Russell Kelfer đã tóm tắt điều đó. Bạn là bạn bởi có một nguyên do, là thành phần một chương trình tỉ mỉ, là thiết kế quý hiếm và hoàn bị, là con trai con gái đặc biệt của Chúa Trời. Trong vẻ bạn đang đi tìm nguyên do, nhưng Chúa Trời nào bao giờ nhầm lẫn. Dệt đan bạc ngay từ lòng thân mẫu, bạn là người mà người muốn tạo thành, người chọn cho bạn bậc sinh thành. Bạn nghĩ sao cũng chẳng hề gì, đơn đặt hàng theo như thiên ý, mang dấu triệu son của chủ nhân. Vết thương bạn dễ gì cứu chữa, Ngài bật khóc khi bạn phải tổn thương. Chúng được phép hắn đúc tận tâm hồn, cho bạn lớn lên nên giống người hơn nữa. Bạn là bạn bởi có một nguyên do, chủ vung roi bạn được tạo thành. Bạn là bạn hỡi người bạn yêu dấu, vì một lẽ trên cao có Chúa Trời. Xin gợi ý một vài điểm để các anh chị và các bạn suy niệm. Thứ nhất, không phải tình cờ mà tôi hiện hữu. Thứ hai, một câu kinh thánh để nhớ: Đức Chúa đấng tạo thành ngươi, đấng nắng ra ngươi từ khi ngươi còn trong lòng mẹ. Chích sách ngôn sứ Isaiah chương 44 câu 2a. Thứ ba, một câu hỏi để nghiền ngẫm: Biết rằng Thiên Chúa đã tạo dựng tôi cách độc đáo, vậy tôi có chấp nhận tính cách của tôi, kiến thức của tôi và ngoại hình của tôi không? Để chấp nhận, tôi đang chiến đấu ở lĩnh vực nào nhất? Cảm ơn các anh chị và các bạn đã lắng nghe. Số thứ 3 của chương trình sẽ được phát sóng vào sáng thứ 7 tuần sau với chủ đề Điều gì đang định hướng cuộc đời bạn? Mời các anh chị và các bạn tiếp tục đón nghe. Đêm đen cho con ca thêm tình yêu Chúa ôi như đại dương. Thiên Chúa trời sang khắp chốn gội sạch tội đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết chọn đời dâng hiến xác thân, loan báo tin ân cho khắp nhân trần. Tôi đã từ lâu dâng đến trong đời. Chúa đã thương tôi nên có đôi môi, tôi ca ngàn khúc hát vang lên ngợi người. Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi bao. Dìu con đi qua đêm đen cho con ca thêm tình yêu Chúa ôi như đại dương. Thiên Chúa trói sáng khắp chốn gội sạch tội đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết chọn đời dâng hiến xác thân, loan báo tin ân cho khắp nhân trần. Thank you.
dìu con đi qua đêm đen, cho con ca thêm tình yêu Chúa ôi như đại dương. Thiên Chúa trói sáng khắp chốn, gọi sạch tội đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết chọn đời dâng hiến xác thân, loan báo tin ân cho khắp nhân trần. Con quyết chọn đời dâng hiến xác thân, loan báo tin ân cho khắp nhân trần. Con quyết chọn đời dâng hiến xác thân, loan báo